这样来一点啊。Các bên dùng đây nữa. Đó gì là gì Kiệt? Ta không biết được trang rồi. Đó là gì vậy? Cái không đứt được chơi hả? Đứt mà, đó, không chơi đứt này. Dao lục quá. Phải không? Đây mẹ cắt cho, đây mẹ cắt cho, cắt cho lại không thì cắt nhỏ nha. Rồi ăn cái kia đi, ăn cái kia đi ha, cắt nữa không? Hết không? Kiệt, ăn hết không? Mới ăn cơm mà ăn mì nổi nha. Hết nước chấm quá.
đó đâu dễ được con, dĩa nhỏ quá sao dễ được. Ăn đi. Lấy game game vô. Lấy để nẻ game vô rồi. Chắc ngán rồi quá. Chưa rồi trơn rồi, thấy ngơi rồi kìa. Ở nhà gán mà nãy đi ăn cơm. Cái gì hao nước chấm vậy? Thank you.
chấm quá. Ngon không mà như vậy? Rồi gà đi, lẹ lên đi. Chín kìa. Gọi đi. Gà kìa, ăn lại lên đi. Nó phụ đi để ăn hết. Chết quá. Thấy hết. Ngán gà hay gì chuyển sang khoai tây rồi hả? Không ăn nữa hả? Kìa, không ăn nữa thôi, mốt không dắt vô nữa nha. Sao no bụng hả? Ai biểu nãy ăn cơm chị? Bột không gì thì bột không gì nè. Giòn giòn đi. Giờ cái miệng còn dính kìa.